Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tứ bề thọ địch, nội bộ đảng nguy cơ khủng hoảng lên cao. Đài tiếng nói nước Pháp AFI mới đây đã giới thiệu bài phân tích của hai tác giả Yuko, giảng viên tiếng Nhật của trường tại phía Tây Bắc nước Pháp, và nhà báo Sexnext trên tạp chí Xung đột số ra vào ngày 9 tháng 10 năm 2020. Lý giải thế lực đang nắm giữ quyền quyết định tại Bắc Kinh hiện nay dưới cái nhìn của giới quan sát Nhật Bản. Khác với cách nhìn của phương Tây, giới quan sát Nhật Bản, quốc gia có những quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc, có cái nhìn cẩn trọng hơn trong cách diễn giải các sự kiện ở Hồng Kông, cũng như nội tình chính trị ở ngay tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20 ở Osaka diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Giới phân tích tại Nhật Bản cũng cho rằng Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình còn xa mới là lãnh đạo đầy quyền lực. Tại Trung Hoa lục địa có một sự trỗi dậy của công luận và nhất là những cuộc đấu đá hiện nay đang diễn ra trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai tác giả này cũng nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này là giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Và quan hệ thương mại giữa hai nước đang lệ thuộc chặt chẽ với nhau. Trung Quốc thì một bên là nhà cung cấp nguyên vật liệu và cũng là khách hàng hàng đầu của Nhật Bản. Dù là đối thủ, nhưng hai nước có những mối hợp tác khá là hữu hảo trong nhiều lĩnh vực. Lịch sử và những mối quan hệ giao thương đã hình thành nên những mối quan hệ cá nhân chằng chịt qua lại giữa hai phía. Và hai tác giả này cũng nhắc đến một con số khá ấn tượng. Đó là vào năm 2019, đã có hơn 15.000 người Nhật Bản tốt nghiệp ngành ngôn ngữ tiếng Hoa. Chính vì những mối liên hệ đa chiều như vậy, nên các nhà hoạch định chính sách và ngay cả những công dân của Nhật Bản bình thường nhất phân tích những gì xảy ra ở Hồng Kông với cái nhìn đầy cẩn trọng hơn rất nhiều so với các nước ở phương Tây. Bởi vì Trung Quốc không phải là một cường quốc xa xôi và mờ nhạt, mà đó là một láng giềng sát cạnh mà người ta có thể đi thăm ngay trong ngày. Và việc Bắc Kinh thô bạo nắm lại quyền kiểm soát ở Hồng Kông được diễn giải sắc bén hơn, xem đó vừa là một sự biểu dương sức mạnh nhưng cũng là một lời thú nhận yếu kém đáng quan ngại. Bằng cách điểm lại những phân tích trên truyền thông Nhật Bản, hai tác giả cũng nhận định mục tiêu của Bắc Kinh tại Hồng Kông không chỉ đơn giản là muốn bóp nghẹt làn sóng phản đối ở đây. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm hỏi một người bán hàng rong khi đến tỉnh Sơn Đông vào hồi tháng 6 năm 2000. Ông Yamato, cựu đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn qua trang mạng Nippon.com vào ngày 12 tháng 3 cũng đã phân tích rằng tại Trung Quốc, ý kiến công luận tồn tại và cuộc khủng hoảng COVID-19 là một bước ngoặt phẫn nộ bùng nổ trong công chúng, buộc chính quyền Trung Quốc phải công khai thừa nhận là phản ứng ban đầu với dịch bệnh là tồi. Hành xử của Trung Quốc đối với Hồng Kông có thể được coi lý giải là hành động của một chế độ lúng túng, kìm hãm đà đi lên mạnh mẽ của xã hội dân sự trên phạm vi toàn quốc. Trên tuần báo Yukan Fuji vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhà nghiên cứu Hán học Xi Ping cũng đã nhấn mạnh nhận định ngược lại với phương Tây khi đánh giá Tập Cận Bình không phải là một lãnh đạo đầy quyền lực trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Và cũng theo ông, vào ngày 1 tháng 4, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Tập Cận Bình cũng bị Thủ tướng cho làm vẽ mặt. Ông Lý Khắc Cường đã công khai nhắc rằng Trung Quốc vẫn có đến 600 triệu người sống trong cảnh bần hàn. Để có thể thấy được tầm mức quan trọng của phát biểu này, nên biết rằng ông Tập Cận Bình mong muốn đích thân thông báo thành tích xóa sạch nạn đói nghèo tại Trung Quốc nhân dịp lễ mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm 2021. Báo chí Nhật Bản cũng cho biết Thủ tướng Lý Khắc Cường không dừng lại ở đó. Ông còn bày tỏ một dấu ấn khác biệt với Tập Cận Bình khi công khai ủng hộ những người buôn bán vặt trên vỉa hè phố mà ông Tập Cận Bình muốn xóa sổ. Bởi vì, theo cách nhìn của Katsushi, chuyên gia về Trung Quốc trên tạp chí Asia Night, những tiểu thương này là biểu hiện của đầu óc doanh nghiệp, thậm chí là của dân chủ hóa đất nước. Ông Takahashi, một cựu quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản, đã đăng trên tờ Kendai Business vào ngày 30 tháng 6, năm 2020 có nhận định là Bắc Kinh đang tự bắn vào chân mình trên hồ sơ Hồng Kông. Đây là hình ảnh những tấm bảng giới thiệu về luật an ninh quốc gia được đặt khắp nơi
tại Hồng Kông vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Ông viết như sau: Trung Quốc đang đánh mất một thập niên có chế độ lý tưởng, tức là một quốc gia hai thể chế vốn dĩ hòa hợp được chế độ chuyên chế và các nhà tư bản. Vị trí trung tâm tài chính thế giới của Hồng Kông có nguy cơ sụp đổ, và điều đó sẽ có lợi cho Nhật Bản. Cũng để giải đáp câu hỏi ai thực sự cầm quyền ở Bắc Kinh, Naros, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc gia, đã đưa ra những so sánh Trung Quốc hiện nay với Nhật Bản của những năm 1930. Ông ghi nhận sự hiện hữu của một luồng hiếu chiến và hoang tưởng tự đại tại Trung Quốc. Thế nên, có câu hỏi được đặt ra là phải chăng Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo hay chỉ là một tên nô lệ? Nhân vật số 1 có thể buộc phải dàn xếp với điều mà ông Naroshi gọi là hệ thống, tức là một trào lưu mang đậm tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, say men tìm lại sự hùng mạnh của một đất nước Đại Trung Hoa và không ý thức được về những yếu tố bấp bênh như những gì Tập đoàn Quân sự Nhật Bản đã làm, đẩy đất nước lao vào đối đầu với Mỹ vào năm 1941. Nhà hoạt động nhân quyền và trí thức Trung Quốc, chủ nhân giải Nobel Hòa bình vào năm 2010, Lưu Hiểu Ba, trong một bài viết vào năm 2006, đã nhận xét về chủ nghĩa dân tộc từ lâu đã thuộc về chương trình nghị sự hàng ngày ở Đại Lục. Đây là hình ảnh nhà hoạt động nhân quyền và trí thức Trung Quốc nổi tiếng thế giới, ông Lưu Hiểu Ba. Ông đã viết như sau: Giờ khắc phục hưng của dân tộc Trung Hoa vĩ đại đang đến, hay thế kỷ 21 là thế kỷ Trung Quốc, hoặc Trung Quốc sắp thay thế Hoa Kỳ đứng đầu thế giới. Cả báo chí nhà nước lẫn những cái miệng của giới tinh hoa chính trị đều không ngừng tuôn ra những đại ngôn như vậy. Cái chủ nghĩa dân tộc cuồng nhiệt được mọi phong trào phản Mỹ, phản Nhật, phản Đài ủng hộ thường sặc mùi máu. Mỗi khi có xung đột Trung và Mỹ, Trung và Nhật xuất hiện, hay có sự kiện Trung Đài nào xảy ra, trên mạng lập tức có những kẻ đồng thanh đòi nợ máu. Nhiều người, chuyên gia cũng thường xuyên hòa giọng và giàn đại hợp xướng khiêu khích chiến tranh đó. Thành tựu của mọi người Trung Hoa ở phương Tây, bất kể là công dân Đại Lục hay chỉ cần gốc Hoa, đều như một thứ ma túy được truyền thông Trung Quốc dùng để gây một cơn say tập thể, khiến cả quốc gia chánh choáng trong một tinh thần ái quốc sặc mùi vĩ cuồng. Và tinh thần A quốc tưởng đã chết từ lâu, vậy mà giờ đây nó hiện diện khắp nơi trên màn hình ảnh, trên hết là nhà Hán đến nhà Đường, nếu không thì triều Khang Hy hay triều Càn Long thay nhau hưng thịnh, hay Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa chinh chiến khắp châu lục từ Á đến Âu. Đô đốc Trịnh Hòa, vị thủy sư Trung Quốc đầu tiên đến châu Âu vào thế kỷ 15, hay Khang Hy và Càn Long, những hoàng đế đã mở mang bờ cõi Trung Hoa. Kỳ tích của các nhân vật lịch sử đã bành trướng Trung Quốc vừa được dùng để vuốt ve lòng sĩ diện của người Trung Quốc hiện nay, cũng vừa là để củng cố quan niệm truyền thống về Trung Quốc, thể chế và đế chế ở trung tâm thiên hạ, kích thích dục vọng cá nhân và truyền bá tư tưởng bá quyền. Nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba cũng nêu lên những hậu quả của chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc, mà sau gần 15 năm kể từ thời điểm bài viết ra đời, nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến nay. Đây là hình ảnh người dân đặt hoa và nến tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba trước Trung tâm Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, sau khi ông mất. Ông viết tiếp: Sự thật không thể chối cãi là chủ nghĩa dân tộc đó đã bị một chính quyền độc tài công cụ hóa, và cái dân tộc đang mụ mẫm trong tinh thần dân tộc đó đang đánh mất lý trí của mình, đang mù trước dẫn giá trị phổ quát toàn thế giới, cái quan niệm kinh hoàng và ngu muội về mình như quốc gia duy nhất ở dưới gầm trời, như thuở nào dưới thời các hoàng đế Trung Hoa, và một lần nữa đẩy Trung Quốc tới ranh giới nguy hiểm. Một phần khá lớn người Trung Quốc đã đánh mất mọi khả năng sử dụng lý trí và tuyên tuyệt đối vào những giấc mộng được nuôi dưỡng bằng cuồng vọng của chính quyền độc tài. Tình hình đã nguy tới mức đồng bào tôi đang đê mê trong các huyền thoại hư cấu, chỉ còn một mắt để ngắm sự trỗi dậy huy hoàng của Trung Quốc và cương quyết khước từ mặt trái ê chề của sự trỗi dậy đó. Lời khen từ phương Tây thì họ giỏng tai nghe, lời phê bình thì họ làm như câm như điếc. Đáng nản hơn nữa là cơn cuồng dân tộc ngạo mạn này bắt nguồn từ một ý thức dân tộc thiếu vắng sự tiêu chí văn minh, một thứ luân lý man khai, một tâm thức chủ nô. Trước kẻ mạnh thì cam phận bề dưới, trước người yếu thì lên mặt bề trên, thất bại thì tự ti quá mức, lại còn đắc ý khi được an phận tôi đòi, thành công thì mục hạ vô nhân, dương dương tự phụ, làm ông chủ cả thế giới.
Một dân tộc với một ý thức dân tộc như vậy thật khó mà tiến lên thành một nền văn minh với cảm thức về phẩm giá của chính mình. Đồng bào tôi tiếp thu tất cả những gì từ trên ban xuống, kể cả chấn áp và lừa mị như những đứa trẻ tuân lời người lớn. Họ không có não, không có lòng tự trọng và không có tư cách. Như thể họ không biết tự suy nghĩ và không biết tự chọn con đường mà đi. Kẻ thống trị dụ họ bằng tiểu ân, tiểu huệ, dọa họ bằng roi vọt, ngu trí họ bằng ca vũ, thăng bình và đầu độc tâm hồn họ bằng những lời dối trá. Ông đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 với bản tin Trung Quốc tứ bề thọ địch, nội bộ đảng nguy cơ khủng hoảng lên cao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.